Quay cho mình anh Lâm. Quay mình vô. Anh đi ra ngoài nắng này nè, anh đưa cái mặt anh ra nắng chứ. Anh đưa mặt anh ra nắng chứ còn như vậy sao có thấy đâu. Đó, chính xác đó, thấy không? Vậy là mới thấy được chứ. Thank you.
nhiêu lớn này lớn nhất? Dạ. Chỉ có vài đảo có dân cư ở ha. Sao chưa giờ? Dạ. Cảm ơn anh. À, nãy em phải đổi cái mấy bộ 200. À hiểu rồi. Mình về sang cái đầu kia. Bà con ơi xuống đây chị ơi, tôi vừa nghe. Đi dịch viên. Để lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ. Ủa đi vô lại vô hả? Vô lại vô chứ trong đó nó kẹt rồi. À. Ông trèo lên đây là đường rồi đấy. Ủa có mặc áo phao qua không hay là cởi ra? Cởi ra hả? Rồi 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 cái chị xuống nè. Anh lột áo phao về một cái tay đau quá. Nó đau cái vai. Cảm ơn. Rồi mấy anh chị di chuyển xuống giùm em luôn. Sao đâu anh, sao đâu rồi? Rồi. Ra ra phía sau giùm em nha. Rồi băng hai người đi. Rồi đi em qua giùm em hai người đi. Ô. Nó phụ vàng nghe đó. Anh chưa có số gì có chưa? Có rồi, có rồi. Có chưa? Em chưa có nè. Cảm ơn
Kìa, nắm người đẹp, nắm tay người đẹp lên kìa. Cứu giá. Không sao hết á. Ôi, ông già. Thank you.
Mới một clip mà chị. Clip này nó dài lắm á, hai mấy phút. Yeah.